chào bạn các bạn. Rồi, đó, mình lấy đi. Bạn xin lòng cho con. Chào bạn Tâm các bạn ơi. Cô chịu không? Rồi, mình lấy. Con chở, chịu thôi. Trời ơi, đường nó bự cho bá vô thôi. Ừ. Cô ơi, cô đặt xe khác cho con chạy luôn cô ơi. Chào bạn các bạn. Hôm nay anh em mình làm món cá sa pa kho ăn với canh thập cẩm các bạn. Đây. Hôm nay anh em ăn với cá sa pa kho nha các bạn. Thịt đầm nấu với bông cải với củ cải trắng với cái ngọt nha các bạn. Vậy thôi, món đơn giản vậy thôi nha các bạn. Cá sa pa kho kho thơm lắm các bạn. Chào bạn các bạn. Rồi, đó, mình lấy đi. Cảm ơn bạn xin lòng cho con. Chào bạn Tâm các bạn ơi. Cô chịu không? Rồi, mình lấy đi. Con chở, chịu thôi. Trời ơi, đường nó bự cho bá vô thôi. Vậy thôi cô ơi, cô đặt xe khác cho con chạy luôn cô ơi. Thì vừa thái để mặn mít làm vô bệnh hổ à. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Spa nha các bạn. Cái kia không phải cái gì cá cam hả? Sa pa thì cá ngừ nó mới chắc thôi. Tới này mới ngon không cá ngừ á. Cá sa pa nướng ngọt thì cũng quá rồi. Ăn đi. Này các bạn, miền Tây chín cổng rồi nha các bạn. Đó, ăn đám dỗ các bạn. Miền Tây thức ngập các bạn. Ngập. Cho nên đó là quay ăn dĩ rồi. Ngồi với salon của ông bao gì nữa cũng để cái chân lên gì nè. Nhưng mình đẩy rồi mừng đi ra người không á. Ừ. Rồi cái salon của người ta cũng để cái chân lên vậy đó. Ăn đi. Ghế này á không dám ở vô mà lát lên chuyên gia ông ngồi chụm hổm luôn à. Ngồi chụm hổm chứ ngồi ấy. Ăn đi mấy. Cái thứ hai tao lên cho chủ chút mà thở chút không ăn cái. Cái tỷ như chè bạn số vàng á, bạn nghỉ chạy rồi xong rồi có được ấy không, có được chạy gia đình chơi chạy như bình thường không? Thở luôn thì thứ hai. Nghe nó chèo nổi, chèo quá trời đông, chèo không được.
Không lên trển coi chừng nó nói nó sẽ hướng dẫn cho ông đi làm lại biển số trắng. Đúng không kẹt xe ha thì nó không có gấp, nó đừng có gấp thì đó nó kẹt xe thì mình mới có gấp. Xe thì không còn nào rước được bà gì hết trơn á, tôi nóng tôi dở lắm. Chạy vô cái đường trần kế xương mình nổ lại đó, cái hầm thương nó nổ 230 ngàn nó nổ đi qua mà đồng viên cống lên hôm rồi thoát khỏi được cái cảnh kẹt xe này. Chưa gì hết trơn, chưa lái nhắc nữa nó quỷ cái bọc đứt đúng hơ hết trơn. Tỏi ăn ngon ha. Mà có một cái là nó sao nó không có xanh giống như ở dưới chỗ ấy nha. Nào? Ở chỗ dưới chỗ mà Tiền Giang á, mà bữa mình ăn mấy lần mình ra đi miền Tây đi về quê á. Có quán phở hả? Ừ. Hay là nó có ngâm gì vô cho nó xanh thêm, nó phụ vô xanh đó gì á. Mà ông làm đầu tiên thì giận đó. Xanh nhưng mà nó cũng xanh mớ à. Bây giờ cái kia kìa, cái keo kia cũng xanh mớ à. Nó không xanh hết toàn bộ. Hay là tỏi nó ấy rồi xong thôi nó để cho có ngầm. Cái nước ở trong cái giữa củ tỏi á là nó sẽ làm cho xanh đó. Nhưng mà tại do mình không biết cách làm, thấy mấy anh kia coi nghiên cứu á, thấy nó ủ rồi này kia giống như là ủ với hấu vậy đó phải không, ủ hột với hấu vậy đó, chùm rồi rồi kia lại. Đó cái keo kia kìa nó cũng xanh nhà kìa, mà nó có xanh thun đậu, nó xanh hơi hơi thôi à. Nè nó xanh hai ơi thôi, nó có xanh vàng đâu, xanh như mấy anh kia đâu, dễ bỏ màu đó xanh đó. Còn mấy anh kia nó xanh thấy xanh đậm luôn á, giống như mấy bên Trung Quốc luôn á, xanh cái màu lá luôn, lá cải luôn á. Mấy cái thằng ấy Trung Quốc á dọn cơm ăn á, rồi nó cũng làm clip nó hay làm cái tỏi nó mà xanh tỏi xanh vàng à. Mình bà tạo hay là mình chứ sao mình ngâm mình để cái trà vô á. Rửa không? Rửa đâu rửa? Lá trà xanh vô. Không, lá trà của mày á, cái hộp trà Thái của mày nhớ không? Trà Thái giờ còn nữa hả? Đó. Cái bữa nào pha mình có lấy trà Thái không? À, trà Thái đâu thấy mà. Trà Thái đó là dạng trà sữa. Ừ. Uống trà Thái nó thức dữ lắm ông nội ơi. Cái trà đó chắc mình pha nó lật lật uống chắc cũng rồi chưa? Rồi. Rồi chào các bạn cái coi. Chào bạn các bạn. Chào bạn đi. Mình chào bạn cái coi nè. Rồi chào các bạn nha các bạn.